Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng 30 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến thăm hỏi tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa tại quận Hải An. Đến thăm gia đình cụ Nguyễn Xuân Hòa 96 tuổi, trú tại tổ dân phố số 15 phường Thành Tô, cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945, từng là tổ trưởng Việt Minh, được công nhận là cán bộ hoạt động cách mạng theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những cống hiến của cụ Nguyễn Xuân Hòa trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng Tổ quốc thành phố. Đồng thời ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe cụ và gia đình, mong muốn cụ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng yêu cầu quận Hải An, phường Thành Tô và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội địa phương quan tâm hơn nữa công tác chăm lo các cá nhân, gia đình chính sách có công lao trong sự nghiệp xây dựng và giải phóng dân tộc. Thăm gia đình cụ Trần Văn Khoan, 94 tuổi, trú tại số nhà 47, tổ dân phố số 10, phường Đằng Hải, là cán bộ tiền khởi nghĩa, được công nhận là cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945, theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe cụ Trần Văn Khoan và gia đình, mong muốn cụ tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển thành phố. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có những phần quà thăm hỏi, chúc sức khỏe đến cá nhân các cụ Nguyễn Xuân Hòa và Trần Văn Khoan.